Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với các bạn bài tử vi tuổi Nhâm Tý Nam Mạng năm 2021 về phương diện sự nghiệp, tài vận, tình cảm, sức khỏe, sao giải hạn, hướng xuất hành, tuổi sông đất và tử vi từng tháng trong năm 2021 đối với tuổi Nhâm Tý Nam Mạng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn cải biến được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Về phương diện sự nghiệp, gặp sao Tuế hợp, tuổi 1972 gặp năm 2021 Tân Sửu tạo ra sát ấn tương sinh, trong sự nghiệp được quý nhân chiếu cố nên sự nghiệp tăng tiến, tuy nhiên sẽ chịu một số áp lực nhất định. Tuổi này cũng cấu thành quan ấn tương sinh với Thái Tuế, tuổi Tý lục hợp năm Sửu nên sẽ có nhiều cơ may gặp được đối tác hợp tác tốt, công việc vì thế mà chạy băng băng, dễ dàng hóa giải khó khăn, thuận buồm xuôi gió. Tuổi Tý trong năm nay cũng có sao Tuế hợp đại diện cho quý nhân vận nên sẽ được trợ giúp không nhỏ. Nhất là công ty có đồng nghiệp hoặc lãnh đạo tuổi Sửu thì cần phải chú ý kết nối quan hệ tốt. Mạch Việt là thần vượng sự nghiệp, dự báo trong phương diện này tuổi Tý sẽ có đột phá lớn, lương bổng tăng lên, nắm chắc cơ hội. Về phương diện tài vận, có sao Mạch Việt trợ mệnh. Tuổi 1972 trong năm Tân Sửu thì không xuất hiện tài tinh, nhưng tuổi này cũng cùng Thái Tuế cấu thành sát ấn tương sinh nên trăm điều lợi. Tuy áp lực nhiều nhưng tiền bạc cũng theo đó mà tăng. Tuy vận chính tài lương bổng thì không suy xuyển mấy, nhưng vận thiên tài lại cực kỳ may mắn. Bởi Nhâm Thủy và Tân Kim là ngũ hành tương sinh, kim nước lã thúc dục thiên tài, làm cho tuổi Tý ở năm 2021 sẽ gặp nhiều cơ hội kiếm tiền. Tài vận năm nay phải gọi là cuồn cuộn, khiến cho người ta hâm mộ. Vận chính tài có Mạch Việt và Tuế hợp hỗ trợ, sự nghiệp như ý, chính tài vận như nước đẩy thuyền lên. Chỉ cần Nhâm Tý biết cách tiết kiệm dự trữ tiền nong thì sẽ không cần phải lo lắng nhiều nữa. Bản mệnh cũng được bạn bè hỗ trợ nên việc hợp tác làm ăn sẽ thu hoạch được nhiều. Vận thiên tài thì lợi cho đầu tư cổ phiếu, quan trọng là phải cẩn thận và nhanh nhạy một chút là được. Tuy nhiên bạn cần giữ sức khỏe tốt để tránh liên lụy đến tài vận. Tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 Nam Mạng năm nay có thể nhận được sự đánh giá cao của sếp trong công việc, nhận được những dự án lớn và kiếm tiền dễ như hái quả. Phong thủy cầu tài chỉ ra bạn nên mua cho mình một chiếc ví yêu thích bên trong đặt 8 đồng xu. Số 8 là con số may mắn của tuổi Tý năm 2021, người sinh năm 1972. Con số đem lại tâm lý thoải mái giúp việc kiếm tiền trở nên dễ dàng. Về phương diện tình cảm, gặp thiên quan chiếu mệnh. Tuổi Tý năm 2021 có quan đến hợp thân, Thái Tuế là thất sát hay còn được gọi là thiên quan, tượng trưng cho sức cuốn hút người khác phái. Bởi vậy, tuổi Tý năm nay ắt sẽ gặp được người quan tâm mình. Nam mệnh tuy nhân duyên không tồi, nhưng bản thân cần chủ động giao lưu gặp gỡ nhiều hơn. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có vận thế tình cảm khá ổn định, bởi cục diện lục hợp thì không hỗ trợ vượng đào hoa, hỗ trợ vận tình duyên cũng không quá lớn. Nhưng ít nhất mối quan hệ giữa vợ với chồng cũng được gọi là khá tốt, các vấn đề mâu thuẫn được giảm thiểu, làm cho cuộc sống vợ chồng thêm hài hòa, vững chắc. Nam mệnh có hơi hướng tham vọng trong sự nghiệp và tiền bạc, ít quan tâm vợ con nên dễ sinh ra hiểu lầm. Tuổi Tý hợp màu gì nhất năm 2021 để cải thiện vận tình cảm của mình trong năm Tân Sửu? Theo phong thủy 2021 lựa chọn màu sắc trang phục và đồ dùng trang trí tương sinh với bản mệnh của mình thì người tuổi Nhâm Tý sẽ có nhiều mối nhân duyên tốt hơn. Trong năm Tân Sửu tuổi Tý có quý nhân vận nên người độc thân có khả năng gặp được quý nhân khác phái tại nơi làm việc. Vừa giúp cho sự nghiệp của họ tiến triển, vừa tạo được cảm tình, nếu tuổi Tý nắm chắc có thể giúp củng cố được cơ hội yêu đương này. Người đã có nửa kia thì có thể tiến đến hôn nhân. Người đã kết hôn cần chú ý quá hấp dẫn người khác phái mà ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Về phương diện sức khỏe, gặp sao bệnh phù tỏa mạng. Tử vi tuổi Tý năm 2021 mặt sức khỏe dù có bệnh phù tỏa mạng nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng. Về cơ bản sức đề kháng và hệ miễn dịch của bạn vẫn khá tốt. Ít sinh bệnh, khẩu vị tốt, ăn uống ngon miệng, cơ thể an khang.
Chỉ có một vài rắc rối nhỏ như bị táo bón, nổi mụn hoặc bị nóng trong người là cần suy nghĩ. Chỉ cần người tuổi Tý chú ý chăm sóc sức khỏe, bồi bổ thì sẽ không gặp điều gì quá xấu. Cần ăn uống hợp vệ sinh, không nên mạo hiểm đi chơi ở những vùng có nhiều nguy cơ, nếu không có thể bị thương ngoài ý muốn. Tuổi này cũng nên đi khám sức khỏe định kỳ để phòng ngừa bệnh tật, ra cửa cần mang theo khẩu trang. Hơn nữa vì có bệnh phù nhập mệnh nên chắc chắn sẽ vì bệnh mà tiêu không ít tiền. Tuổi Nhâm Tý nên dự phòng sẵn tiền bạc để phòng có việc gấp có thể dùng ngay. Xem sao hạn. Tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 nam mạng có tài vận năm nay phải gọi là cuồn cuộn, khiến cho người ta hâm mộ. Xem sao hạn năm 2021 tuổi Nhâm Tý 1972 nam mạng là sao Thái Bạch, nhưng cát lợi. Sao Thái Bạch hay Thái Bạch Kim Tinh, tức Kim Đức Thái Bạch Tinh quân chủ về mọi chuyện không như ý, nhưng nam giới nhẹ hơn nữ giới. Người sinh năm Nhâm Tý là Tý mạng thủy, có tài kinh bang tế thế. Năm Tân Sửu gặp sao chiếu mệnh Thái Bạch ngũ hành kim được tương sinh nên không có gì đáng lo ngại. Hướng xuất hành. Các hướng nên xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2020 tốt nhất tuổi Nhâm Tý ngày mùng 1 Tết vào thứ 6 ngày 12 tháng 2 năm 2021. Xuất hành hướng Tây Nam ngày mùng 3 Tết vào chủ nhật ngày 14 tháng 2 năm 2021. Xuất hành hướng Đông Nam, Tây Bắc ngày mùng 5 Tết, vào thứ 3 ngày 16 tháng 2 năm 2021. Xuất hành hướng Tây Bắc, Đông Nam. Tuổi sông đất trong năm 2021 cho chủ nhà tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Đầu năm chủ nhà tuổi Nhâm Tý nên mời gia chủ sinh các năm tuổi năm Kỷ Sửu, Giáp Thìn, Nhâm Thìn, Ất Thìn đến sông nhà đầu năm để mọi việc trong năm 2021 được thuận lợi, gặp nhiều may mắn, tài lộc đầy nhà, cả năm làm ăn phát đạt suôn sẻ. Tử vi từng tháng trong năm 2021 cho tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Theo tử vi tháng 5 năm 2021 của người tuổi Nhâm Tý sẽ có một số tháng khá xấu cần phải thận trọng. Phải kể đến tháng 1 và tháng 3 âm lịch đầu năm, là tháng xui tuổi Tý năm 2021 cần phải thận trọng cả về tiền bạc và tình cảm. Tháng 1 âm lịch. Dương lịch từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 đến ngày 12 tháng 3 năm 2021. Dự báo, cơ hội dù có nhưng phải tranh, thể hiện tài hoa sẽ có lợi. Tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 tháng 1 âm lịch có thiên can canh kim chính ấn cùng vượng với thiên can tân kim thiên ấn. Địa chi tháng tạo một quan hệ ám hợp với thái tuế sửu thổ. Vận sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ được quý nhân che chở. Có thể dựa vào tài hoa của mình để thu hút sự chú ý của lãnh đạo từ đó được đề bạt cất nhắc. Tháng này có lợi cho việc học hành, nâng cấp chuyên môn. Nhưng bạn sẽ chịu một sự trói buộc, ràng buộc nào đó, áp lực vô hình xuất hiện. Tiếp đó bản thân người tuổi Tý sẽ phải tích cực nắm bắt cơ hội về công việc. Không được lười biếng, bằng không vận thế sẽ không có gì đột phá. Tháng 2 âm lịch. Dương lịch từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021. Dự báo, mọi việc không được chỉ trệ thị phi không tha cho ai. Tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 tháng 2 âm lịch có thực thần là Mão Mộc không có quan hệ gì với thái tuế sửu thổ. Thiên can tháng đồng vượng thiên can năm, địa chi tháng tương hình với tuổi. Có thể thấy đây là một tháng tương đối khó khăn với bạn. Nhiều sóng gió mâu thuẫn trong công việc, phàm gặp chuyện gì cũng không thể ương bướng. Dù người này được quý nhân che chở nhưng vẫn phải thật lý trí, né tránh thị phi tập trung vào công việc chuyên môn. Vận nhân duyên tốt, gia đình thuận hòa, tình cảm tươi đẹp. Người có nơi có chốn cần phải hao tâm tổn trí để gìn giữ đoạn tình cảm này. Tháng 3 âm lịch. Dương lịch từ ngày 12 tháng 4 năm 2021 đến ngày 11 tháng 5 năm 2021. Dự báo, quan vận tốt tài vận xấu, đề phòng tiểu nhân mất tiền. Tử vi nam mạng Nhâm Tý sinh năm 1972 vào tháng 3 âm lịch có kiếp tài hành khiển. Có thể thấy tháng và năm tương phá tạo nên mối quan hệ không được điều hòa. May mắn có quan hệ mạng chủ với tháng lại tương hợp thủy cục nên vẫn có hy vọng mới. Tháng này các hạng mục làm ăn, đầu tư bất động sản sẽ có lợi. Quan hệ với lãnh đạo hòa thuận, nhưng khó tránh khỏi vận số cạnh tranh mạnh cùng đồng nghiệp. Có điểm bị tranh công và mất cơ hội kinh doanh tốt. Bản thân không chiếm được ưu thế hoặc người đỡ đầu không mạnh bằng đối phương.
Tháng 4 âm lịch. Dương lịch từ ngày 12 tháng 5 năm 2021 đến ngày 9 tháng 6 năm 2021. Dự báo, vất vả tiền tài, tình cảm lên hương. Tháng này quý thủy sinh tỷ kiên được thiên ấn của thái tuế tương sinh. Nguyệt lệnh lại tương hợp kim cục với thái tuế. Người tuổi tí có nhiều quý nhân che chở, bản thân chiếm ưu thế trong công việc. Đường thi cử thuận có lợi cho cầu công việc. Mặt hợp tác làm ăn tốt, tài vận có điểm khả quan. Nhưng sẽ không tránh khỏi vất vả, bôn ba. Nam mạng gặp chuyện tốt về tình cảm. Biết chăm sóc thì đoạn tình cảm này sẽ có kết quả tốt. Tháng 5 âm lịch. Dương lịch từ ngày 10 tháng 6 năm 2021 đến ngày 9 tháng 7 năm 2021. Dự báo, mưu sự nhiều trở ngại, cần bình tĩnh đối diện. Tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 nam mạng tháng 5 âm lịch thiên can giáp mộc chịu tân kim khắc chế. Nguyệt lệnh ngọ hỏa phạm tương hại thái tuế lại thêm tí mạng tương xung. Có thể thấy đây là một tháng nhiều khó khăn với bạn. Nhiều chuyện xảy ra không có lợi cho sự nghiệp, nhưng vận kinh doanh, thành tích doanh thu lại có lợi. Bởi trí tuệ thông minh, đa tài sẽ được phát huy triệt để giúp đem lại nhiều cơ hội làm ăn. Người này cần đề phòng một số quy tắc quy định, không được làm việc vi phạm pháp luật. Càng không được tham lam bằng không sẽ chịu nạn phá tài. Tháng 6 âm lịch. Dương lịch từ ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021. Dự báo, nhiều sóng gió, cần suy nghĩ thận trọng. Nhâm Tý 1972 nam mạng vào tháng 6 âm lịch có thực thần bị thiên ấn khắc chế. Nguyệt lệnh tương xung thái tuế, mạng chủ tương hại nguyệt lệnh. Có thể thấy bạn sẽ có một tháng 6 khó khăn trùng trùng. Công việc không thuận lợi, nhiều áp lực bị ràng buộc bởi nhiều mối quan hệ, nhiều quy định. Về quan hệ hợp tác dễ bị ngăn chặn, nên bản thân không nên quá cố chấp, cần phải bình tĩnh suy nghĩ rồi hãy hành động. Nếu không, áp lực về công việc và quan hệ với đồng nghiệp sẽ càng thêm nặng nề. Điều này còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, dễ dẫn tới bệnh đau dạ dày. Tháng 7 âm lịch. Dương lịch từ ngày 8 tháng 8 năm 2021 đến ngày 6 tháng 9 năm 2021. Dự báo, sinh khí sinh tài, học cách tiêu tiền. Tuổi 1972 năm 2021 tháng 7 âm lịch có thiên can chính tài tương phùng thiên can tân kim thiên ấn đem tới điểm hòa hợp. Cùng nguyện lệnh thân kim là chính ấn không phát huy tác dụng với sửu thổ. Nhưng mạng tí thủy lại bán tam hợp thân kim nên vận trình vẫn có thể coi là thuận lợi. Tháng này người tuổi Tý có lợi cho việc hợp tác làm ăn, quý nhân giúp đỡ, tốt cho đường thi cử học hành. Làm việc gì cũng thuận lợi và có chút tích lũy cho bản thân. Tháng này vì chuyện học tập hoặc là lấy bằng cấp mà bạn sẽ cần dùng đến một khoản tiền nho nhỏ. Tiền khi cần dùng thì nên bỏ ra, không nên tính toán quá kỹ lưỡng. Tháng 8 âm lịch. Dương lịch từ ngày 7 tháng 9 năm 2021 đến ngày 5 tháng 10 năm 2021. Dự báo, mặc dù có quý nhân che chở nhưng không được nóng nảy. Tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 8 âm lịch chủ thiên tài khắc ấn, nguyệt lệnh dậu sửu bán tam hợp. Nhưng nguyệt lệnh lại tương phá tuổi Tý thủy, có thể thấy đây là một tháng nửa hung nửa cát. Đường sự nghiệp chủ yếu bạn nên tập trung thúc đẩy kiến thức chuyên môn. Nâng cao năng lực bản thân thì hơn. Khi làm việc không nên quá tính toán, được mất thì sẽ được lãnh đạo trọng dụng. Người tuổi Tý sẽ được quý nhân che chở, cải thiện vận sự nghiệp. Mặt tài chính sẽ xuất hiện chút sóng gió nhưng không quá lớn. Mặt tình cảm thì có thiên hỷ tinh đi vào cung mệnh. Quan hệ với trưởng bối và người khác giới khá tốt đẹp. Dễ được nâng đỡ và quan tâm. Tháng 9 âm lịch. Dương lịch từ ngày 6 tháng 10 năm 2021 đến ngày 4 tháng 11 năm 2021. Dự báo, kỵ cố chấp nên lễ nghĩa, vạn sự thuận theo tự nhiên. Tử vi tuổi Nhâm Tý tháng 9 âm lịch gặp quan ấn tương sinh nhưng lại tương hình nguyệt lệnh. Vận sự nghiệp người tuổi Tý sẽ đối diện với chút sóng gió, nếu gặp mâu thuẫn thì không nên ương bướng, nếu không áp lực về công việc sẽ ngày càng nặng. Tháng này người tuổi Tý nên tìm công việc mới, có thể sẽ có lương cao hơn. Nhưng trong quá trình thay đổi sẽ gặp nhiều áp lực hoặc cường độ công việc mới cao hơn bình thường. Sức ép thì trong ngoài không phải là nhỏ, sức khỏe giảm sút, người tuổi Tý phải tự mình điều chỉnh sớm. Tháng 10 âm lịch.
Dương lịch từ ngày 5 tháng 11 năm 2021 đến ngày 3 tháng 12 năm 2021. Dự báo tiểu nhân quấy rối. Tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 10 âm lịch gặp ấn quan tương sinh, miệt lệnh và thái tuế không chung chí hướng. Vận sự nghiệp của tuổi Tý sẽ đối diện với vận cạnh tranh lớn. Bản thân cần phải lý trí thông minh nhanh nhạy hơn. Ứng phó khéo léo trong khi làm việc sẽ giảm bớt tổn thương và những ảnh hưởng bất lợi. Tháng này người tuổi Tý có phần hiếu thắng, ham hố tranh công. Nhưng cách làm việc lại bị động và lười biếng, không chủ động trong công việc. Vận thế vì vậy bình thường, quan hệ cá nhân không tốt dễ gây họa tiêu nhân chọc gậy bánh xe. Tháng 11 âm lịch. Dương lịch từ ngày 4 tháng 12 năm 2021 đến ngày 2 tháng 1 năm 2022. Dự báo tự mình phấn đấu nhưng đừng quá gay gắt. Tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 11 âm lịch chủ về thiên ấn chính ấn đồng vượng. Miệt lệnh tương hợp thái tuế thuận lợi cho mạng chủ Tý thủy. Sự nghiệp tháng này của Tý rất tốt, có điểm lên chức. Người làm cơ quan luật pháp, những công việc cần hợp tác sẽ gặp thuận lợi. Mưu sự được quý nhân che chở. Tháng này làm gì người tuổi Tý cũng nên tích cực chủ động, không được ỳ trệ, lười biếng. Tháng này có lợi cho việc học hành thi cử tìm việc mới. Đồng thời vận tương hợp đem tới mặt tình cảm có nhiều thay đổi tích cực. Được nhiều người khác giới quan tâm chăm sóc, vận nhân duyên vì vậy khá hưng thịnh. Tháng 12 âm lịch. Dương lịch từ ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022. Dự báo, nhiều sóng gió, cần suy nghĩ thận trọng. Tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 nam mạng tháng 12 âm lịch kim khí đồng vượng. Nguyệt lệnh và thái tuế cùng tương sinh Tý thủy, đem tới quý nhân mặt sự nghiệp. Bạn được lãnh đạo cất nhắc, nhiều việc bận rộn. Người này cũng sẽ chịu nhiều đốc thúc, ràng buộc và quản lý nghiêm khắc hơn. Vận thế tháng này tương đối thuận lợi, các mặt thu nhập có chiều gia tăng. Đối với nữ mạng thì vận nhân duyên tốt, nhiều người để ý tán tỉnh. Nam mạng thì hơi bị động, nhân duyên tốt nhưng không buồn tìm hiểu, giao tiếp. Kết luận. Trên đây là thông tin về tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021. Mong rằng quý độc giả sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích cho mình. Chúc các bạn có một năm mới Tân Sửu bình an hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào.